Như Quỳnh bật khóc báo tin vui sau 51 năm chưa được mặc áo cưới. Từng có một cuộc hôn nhân dài 7 năm nhưng Như Quỳnh vẫn chưa được một lần mặc áo cưới. Bên cạnh những cái tên vàng trong làng Bolero như Lệ Quyên, Bằng Kiều, Quang Vinh, không thể không nhét đến Như Quỳnh. Là nữ ca sĩ nổi tiếng gặt hái được thành công vang dội cả trong nước và hải ngoại với đông đảo người hâm mộ. Nhưng sự nghiệp của giọng ca nữ xuân sẻ bao nhiêu thì tình duyên lại lận đận bấy nhiêu không giống như các nghệ sĩ khác nữ danh ca như quỳnh sinh ra trong gia đình không có ai theo con đường nghệ thuật cuộc sống lúc nhỏ của gia đình cô vô cùng khó khăn hơn nữa cô từng tâm sự bản thân hồi nhỏ rất khó nuôi năm lên một tuổi có suýt chết do bị sốt xuất huyết hoàn cảnh thiếu thốn đến mức phải lột cả cái lớp gạch bông ra bán từ từ rồi những vật dụng trong nhà mang bán tuy khó khăn là vậy nhưng với niềm đam mê nghệ thuật và giọng ca chữ tình thiên phú nữ danh ca như quỳnh vinh quang giành chiến thắng giải đặc biệt tại cuộc thi âm nhạc tiếng hát truyền hình từ giải thưởng này nữ ca sĩ được đông đảo khán giả dần biết đến và sau này bước đi âm nhạc của cô ngày càng phát triển không chỉ ở trong nước mà còn ra thị trường hải ngoại rộng lớn sự nghiệp nghệ thuật của danh ca như quỳnh liên tục gặt hái được nhiều thành công nhưng về chuyện tình cảm cá nhân nữ giọng ca gặp không ít lận đận Cô từng thông báo kết hôn với kỹ sư Nguyễn Thắng tại Mỹ và đón con gái đầu lòng tên Melody đông nghi vào năm 2007. Thời điểm thông tin nữ danh ca Như Quỳnh đã tìm được bến bờ hạnh phúc tại xứ cờ hoa khiến nhiều người ngưỡng mộ. Không ít lời chúc phúc được gửi đến nữ giọng ca. Tâm sự về ông xã, nữ ca sĩ tự hào khoe anh là chỗ dựa vững chắc, ở bên che trời cho tôi khi gặp sóng gió trong cuộc sống cô nói. Tuy nhiên, sau hơn 7 năm hạnh phúc bên nhau, trong một tóc sâu ở hải ngoại. Như Quỳnh thông báo cô và Nguyễn Thắng đường ai nấy đi. Được biết trước đó khi cả hai quyết định đến với nhau vẫn chưa có một đám cưới chính thức. Khi được hỏi về nguyên nhân chia tay nữ ca sĩ cho hay là do cả hai không hiểu nhau và không vượt qua được những khác biệt trong mối quan hệ. Tôi có con nhưng chưa bao giờ được mặc áo cô dâu mặc dù tự tay như Quỳnh đã chuẩn bị cho mình một chiếc váy cô dâu rất đẹp để mặc trong ngày vui nhất của cuộc đời nhưng có lẽ do mình đã được quá nhiều thứ nên cuộc đời bắt mình phải hy sinh đi một cái gì đó không ai có thể được nhiều thứ cùng một lúc mà không mất nữ ca sĩ tâm sự được biết sau khi chia tay con gái danh ca như quỳnh sống cùng với mẹ cậu và bà ngoại mặc dù hai người đã hết tình cảm nhưng với chuyện nuôi dạy con cái rất phân minh cả hai đều cố gắng để con cái không bị thiếu thốn tình cảm của bất cứ ai mỗi cuối tuần chồng cũ ca sĩ sẽ sang đón con gái về nhà mình và cố gắng bù đắp cho bé. Hai chúng tôi đều quan niệm dù con trai hay con gái không quan trọng nhưng là con người phải có trái tim và lương tâm mới có thể thành tài cô chia sẻ về mối quan hệ văn minh với chồng cũ. Nghe lời chia sẻ đầy xúc động cũng như lời tiết lộ đang yêu cuồng Như Quỳnh, Hoài Linh cũng động viên đàn em. Tôi mong người này sẽ mang lại nguồn sinh khí mới cho Như Quỳnh để cô ấy luôn yêu đời và có cuộc sống thi vị hơn. Hy vọng người ấy hãy trân trọng và giữ gìn cô em gái tôi. Nhìn như vậy chứ như Quỳnh rất mong manh, dễ vỡ. Ông bà thường hay nói những người mang tên loài hoa thường có số phận hơi khổ một chút. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.